Khám sức khỏe định kỳ là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa bệnh cho người cao tuổi, đặc biệt là các bệnh mãn tính. Theo thống kê của ngành y tế, năm 2022, toàn tỉnh có hơn 68,5 nghìn người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, chiếm 37% số người cao tuổi trong tỉnh, vượt 2% so với kế hoạch đề ra. Việc được khám và quản lý sức khỏe định kỳ đã giúp người cao tuổi kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe và bệnh lý. Theo các chuyên gia y tế, những người cao tuổi có nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh lý tim mạch, thần kinh nên khám sức khỏe tổng quát ít nhất 6 tháng một lần, từ đó có những biện pháp kiểm soát và giảm nguy cơ chuyển nặng.